Hành động của Hương Giang bị chỉ trích thiếu lịch sự với MC Lại Văn Sâm. Hương Giang bị một số khán giả chê trách khi cúi gằm mặt làm việc riêng trong khi MC Lại Văn Sâm đang dẫn dắt chương trình. Ngày 30 tháng 6, tập 9 chương trình Quý ông Đại Chiến đã chính thức lên sóng với sự xuất hiện trở lại của Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang cùng những tình tiết hấp dẫn. Hương Giang, khi đã chán đàn ông thì một lời tôi cũng không nói. Trong tập này, 7 chàng trai tham gia sẽ phải trả lời câu hỏi của chương trình. Bạn không thích điều gì về bạn gái nhất khi tranh cãi? Có hai đáp án được đưa ra, A. Im lặng không nói gì và B. Tranh cãi không ngừng. Các chàng trai sẽ lựa chọn trong hai đáp án và giải thích lý do chọn lựa của mình. Từ đó, 200 quý cô ngồi dưới sẽ đánh giá tính cách, quan điểm sống của họ là như thế nào, có đáng trân trọng hay không. Đã có tới 4 trên 7 chàng trai lựa chọn đáp án A với lý do người phụ nữ mà im lặng tức họ đã chán mình rồi, khi còn tranh cãi tức là họ còn yêu mình. 3 chàng trai còn lại chọn đáp án B cũng đưa ra lý do của mình, có thể khi im lặng tức là đã không còn tình cảm với mình, nhưng nếu tranh cãi thì lại chứng tỏ đó là một cô gái rất cứng đầu, tôi rất sợ con gái cứng đầu. Hương Giang tỏ ra không đồng tình với quan điểm thứ hai, cô nói, so với việc cãi nhau thì việc người phụ nữ tỏ ra im lặng, không nói gì rõ ràng càng khó chịu hơn. Khi nào còn cãi chứng tỏ còn bày tỏ quan điểm và muốn cứu vãn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên Lại Văn Sâm lại phản bác quan điểm của Hương Giang, anh nói, đây là quan điểm của mỗi người, im lặng cũng là cách thể hiện của một số phụ nữ nào đấy. Có một số người không thích tranh cãi thì họ sẽ im lặng. Chẳng hạn như Lan Ngọc, Lâm Vĩ Dạ, Hương Giang thì sẽ cãi kính cùng. Nghe vậy, Hương Giang vội phản đối lại Lại Văn Sâm, cô nói, tôi chỉ cãi khi còn muốn giải quyết vấn đề, còn khi đã chán đàn ông rồi thì một lời tôi cũng không nói. Hương Giang cúi gằm mặt làm việc riêng khi Lại Văn Sâm đang phát biểu. Ở gần cuối chương trình, các thí sinh còn lại sẽ phải tham gia diễn xuất trong một tiểu phẩm tình huống. Qua đó, họ sẽ bộc lộ khả năng ứng xử đối nhân xử thế của mình. Sau khi một thí sinh nam diễn xong, Lại Văn Sâm có phát biểu nhận xét. Mục đích cuối cùng của chúng tôi khi đưa ra tình huống này là để người anh khuyên các em gái đôi điều. Thí sinh tham gia thử thách này sẽ được bộc lộ tính cách, quan điểm của mình. Mặc cho Lại Văn Sâm đang thao thao bất tuyệt, Hương Giang ngồi gần đó, cứ cúi mặt xuống gầm bàn để làm việc riêng. Hương Giang lén nhắn tin khi Lại Văn Sâm đang nói, hành động này của Hương Giang bị một số khán giả chê trách là thiếu lịch sự. Tuy nhiên, đa số khán giả đều yêu thích Hương Giang vì sự hài hước, dí dỏm của cô khi tham gia chương trình. Ấn tượng nhất trong chương trình tuần này là sự xuất hiện của chàng lính cứu hỏa Đức Cường đến từ Tiền Giang với màn trình diễn đậm chất nghề nghiệp trên sân khấu. Chàng lính cứu hỏa này có ngoại hình vô cùng điển trai và nam tính, khiến Hương Giang phải thốt lên, anh là người dập lửa hay châm lửa mà sao tim em lại cháy thế này. Sau khi trình diễn xong, Đức Cường còn tâm sự về nghề nghiệp của mình với ánh mắt rưng rưng đầy xúc động. Trước đó, công việc phòng cháy chữa cháy là đam mê của tôi, tuy nhiên đôi khi tôi phải chứng kiến nạn nhân gặp nạn gần kề cái chết mà chỉ cách họ một bức tường nhưng lại không cứu được họ, điều này khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Công việc cứu hỏa là đam mê tuổi trẻ của tôi, bây giờ dù đã chuyển qua làm biên tập truyền hình nhưng tôi vẫn rất nhớ nghề. Tôi nghĩ dù mình không còn làm lính cứu hỏa nhưng công việc đó vẫn luôn trong trái tim tôi. Nghe xong những dòng tâm sự của Đức Cường, Lâm Vĩ Dạ vội đứng lên bày tỏ, mặc dù bây giờ bạn không còn làm công việc đó nữa, nhưng tôi vẫn thay mặt mọi người cảm ơn bạn vì đã hy sinh, đánh đổi mạng sống của mình để đem lại sự bình an. Hương Giang cũng xúc động cho biết, chắc chắn những người làm lính cứu hỏa ngoài tình cảm yêu thương mọi người ra, còn rất quyết đoán quả cảm vì phải đứng giữa sự lựa chọn cái chết và sự sống. Trong tình yêu, họ phải là người rất quyết đoán và trân trọng người yêu.